Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Nguyên Trên Mây, tiếng Anh là Nguyên on Clouds. Hôm nay thì trong cái video này, Nguyên sẽ đưa mọi người đi trải nghiệm dạo một vòng một số các cái điểm tham quan rất là đẹp. Hiện tại thì Nguyên đang ở trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Ngã tư của Nguyên đi là Lý Tự Trọng và Đồng Khởi. Nguyên đang đi trên đường Đồng Khởi. Bên trái là tòa nhà Vincom. Đi một chút xíu nữa thì cái đèn xanh đèn đỏ traffic light á, trước mặt của mọi người thấy á, là giữa Đồng Khởi và Lê Thánh Tôn. Thì bên phải, bên tay phải của mọi người á thì sẽ là cái Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là một cái công trình rất là nổi tiếng. Một chút xíu nữa đây thì Nguyên sẽ quẹo phải ha, thì mình sẽ xem được cái Ủy ban Nhân dân thành phố. Bên trái là tòa nhà của Park Sinh, cũng là cái nơi Sài Gòn Tourist họ đặt cái văn phòng bán tour du lịch đó. Đó là một cái đơn vị lữ hành lớn của Việt Nam. Hôm nay thì nắng đẹp ha, mọi người thấy là nắng rực rỡ. Đây là một cái thời tiết rất là đẹp để mình có thể đi dạo được, nhìn ngắm mọi thứ nó rất là đẹp. Đây, Ủy ban Nhân dân thành phố ở trước mắt mọi người, ở bên tay phải có nơi cái tòa nhà có lá cờ đang tung bay. Đây là một cái công trình kiến trúc kiểu cổ xưa, và rất là nhiều du khách quốc tế cũng như là các cái khách Việt Nam, người Việt Nam mình ở các cái tỉnh thành sẽ đến đây để check in. Nguyên bắt đầu bước vào cái đoạn đường này là Nguyễn Huệ, hay còn gọi là phố đi bộ Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh. Bên phải Nguyên đang đi qua là khách sạn Rest. Bên trái là cái vòng xoay Bùng Binh, hay còn gọi là Bồn Kèn, cũng rất là nổi tiếng. Rồi Nguyên đi qua khỏi giao lộ vừa Nguyễn Huệ và Lê Lợi ha, tiếp tục đi chơi tiếp là cái con đường phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ở bên tay trái mọi người thấy được là một cái khoảng trống dành cho người đi bộ. Bên tay phải là hàng loạt các cái hàng quán, ở vị trí này là vị trí trung tâm và khá đẹp, nên là những cái tiền thuê mặt bằng nó cũng sẽ khá cao. Rồi Nguyên đã đến được Nguyễn Huệ, và góc bên đây, bên phải là góc giữa Tôn Thất Thiệp, có một cái tòa nhà, đây là tòa nhà Sinh Hoa, nơi các cái quỹ đầu tư như Vina Capital rồi ngân hàng UOB. Rồi, Nguyên nói thêm một chút xíu nữa. Mọi người nhìn phía bên tay trái ha, có một cái tòa nhà chung cư có chữ Fado là the letter đó. Đó thì cái tòa nhà chung cư này có một cái sự đặc biệt, đó là rất là nhiều các cái hàng quán cà phê và họ tập trung ở đây. Nó giống như là một cái nơi có cái vị trí rất đẹp để nhìn xuống cái phố đi bộ. Starbucks bên này ha, bên phải cũng có những cái thương hiệu nổi tiếng đều có mặt ở đây hết. Bên phải đây, đây là Sài Gòn Prince Hotel, một khách sạn 5 sao. Nguyên sẽ đi dạo một vòng quanh cái phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì tới một chút nữa kia thì Nguyên sẽ rẽ trái, là mình sẽ đánh một cái dòng chữ U-turn lại để mọi người xem lại một lần nữa ở cái mặt phố đi bộ Nguyễn Huệ ở phía bên kia. Rồi tới đây thì mình sẽ quẹo cặp sang bên trái để mình quay trở lại cái mặt phía bên kia của phố đi bộ Nguyễn Huệ ha. Phía trước mặt của mình hồi nãy là đường Tôn Đức Thắng nha các bạn. Một buổi sáng nắng rất là đẹp ha, một buổi sáng bình yên của thành phố Hồ Chí Minh.
đây là tòa nhà Times Square, nơi có hai cái con voi bên tay phải đó. Các bạn nhìn qua bên phải sẽ thấy một cái hai cái tượng con voi đó, đó là đây là gọi là Times Square. Rồi tiếp đến là cái tòa nhà, cái chung cư cà phê ở dưới là nhà sách Nguyễn Huệ hay còn gọi là Fahasa. Rồi đây là góc giữa Nguyễn Huệ và Mạc Thị Bưởi ha. Ồ, có một cái công trình nhỏ nhỏ, các cái chú sửa đường đang tranh thủ để sửa. Thường thì cái giao lộ này cũng sẽ rất là đông nên cái giờ này nó hơi vắng thì mọi người tranh thủ sửa. Đây là giữa Nguyễn Thiệp và Nguyễn Huệ. Rồi tới đây thì Nguyên sẽ rẽ trái cặp theo để vào đường Lê Lợi để mọi người xem được cái đường mới mở nha. Đây là giao lộ giữa Nguyễn Huệ và Lê Lợi, nơi có cái vòng xoay rất là nổi tiếng. Trước mặt chúng ta là khách sạn Red. Rồi Nguyên bắt đầu đi vào đường Lê Lợi giao với đường Nguyễn Huệ. Con đường này thì mới vừa cho thông xe thôi các bạn, vì ở phía dưới chúng ta đang là cái tàu điện ngầm Metro, được xây dựng cũng khoảng 7 năm, đó là bắt đầu từ tháng 7 2014 và vừa thông xe của tháng vừa rồi là cũng được khoảng tháng 4 của 2023. Rồi Nguyên dừng đèn xanh đèn đỏ ha. Mình đang ở Lê Lợi và đường Baxter, thì bên trái là cái biểu tượng trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Sài Gòn Center. Bên phải là cây Bạch Đằng cũng khá nổi tiếng. Góc bên kia thì nó là biến thành một cái phòng tập gym là City Gym. Dưới có thương hiệu là Gloria Gin Coffee. Rồi Nguyên tiếp tục, mình đi tiếp một chút xíu nữa là đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đèn đỏ rồi mình dừng lại, mọi người sẽ xem được kỹ hơn chút xíu ha. Rồi bên trái là các bạn thấy cái bảng chữ FPT á, FPT Shop á, trung tâm laptop á, thì cái chỗ đó là cái mặt phía cả bên hông cặp theo, thì cái khu vực đó là của Sài Gòn Square, tức là chuyên bán những cái đồ cho khách du lịch. Cũng khá rất là nổi tiếng nhưng mà người dân địa phương thì tức là ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ không mua ha. Rồi bên phải một loạt từ cái BTG á, BTJ á, thì là cái chữ đó là bán trung tâm vàng bạc đá quý, thì dọc theo một cái đường bên phải đó là những cái nhà dân mà hiện nay là người ta cho thuê mặt bằng. Thì cái vị trí con đường này rất là đắc địa các bạn, tức là nó nằm ở ngay trung tâm nối với chợ Bến Thành. Rồi Nguyên tiếp tục đi qua khỏi giao lộ giữa Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa ha. Điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là chợ Bến Thành, nó cùng ở phía bên tay phải các bạn. Rồi các bạn nhìn phía bên trái dùng Nguyên là xe dọc cái đường đó, mình cũng thấy Sài Gòn Square. Xuống chút xíu nữa cái chỗ nhà mấy cái chỗ ô đó, nó chính là ngày xưa nó có cái nhà hàng rất là nổi tiếng là Sài Gòn Steak 123. Nó cũng là một cái steak 5 sao nhưng mà dịch Covid nó đóng rồi. Bên phải đây, các bạn nhìn qua bên phải thì thấy được cái chợ Bến Thành. Hiện nay thì chợ Bến Thành người ta đã phân lại phía trước, không còn cái vòng xoay bùng binh nữa, mà theo vào đó là một cái dạng hình ngã tư đèn xanh đèn đỏ như chúng ta đã thấy. Rồi Nguyên sẽ tiếp tục đi qua khỏi giao lộ này là kết thúc đường Lê Lợi ha. Mình bắt đầu cái đường này gọi là đường Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo là một cái đường rất là lâu đời và rất là lớn. Ngày xưa thì nó gọi là đường Cái Quan, tức là đường lớn nối từ chợ Bến Thành mà nối thẳng xuống cái khu vực của người Hoa, chợ lớn. Rồi chúng ta đến giao lộ đầu tiên là Trần Hưng Đạo và đường Dẹt Xin. Đường Dẹt Xin, đúng rồi, đường Dẹt Xin.
Rồi bên trái, bên tay trái, mọi người nhìn qua bên tay trái thì có một cái tòa cao ốc rất là lớn, đó là điện máy Nguyễn Kim. Mọi người mua tivi, tủ lạnh, bàn ủi, những cái đồ điện, máy máy lạnh thì sẽ vào đây để mua. Bên phải thì có một cái Jumbo Seafood cũng mới vừa mở cách đây khoảng 6 tháng trở lại thôi. Rồi bên trái là Đại Nam Hotel kế bên Nguyễn Kim ha. Rồi bên phải là trường Trung học Phổ thông Teleman. Bên trái các bạn thấy đây là trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Đó là hai cái trường học ở khuôn viên sát khu vực trung tâm. Rồi chúng ta đến cái giao lộ rất rất là lớn và cũng rất là đông xe. Đó là Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học. Nếu mà chúng ta rẽ trái thì chúng ta lên cái khu vực gọi là cầu Ông Lãnh hay còn gọi là cầu Muối, thì chúng ta sẽ qua bên kia là khu vực của quận 4. Rồi Nguyên tiếp tục đi ha. Bên phải đây bắt đầu cái đường vào là cái khu vực của khu phố Tây. Như vậy thì Nguyên sẽ rẽ phải ở cái ngã tư trên Trần Hưng Đạo và Đề Thám để cho mọi người xem qua luôn một cái buổi sáng ở khu phố Tây như thế nào. Ở khu phố Tây thì Nguyên nói thêm là khu phố Tây thì dành cho những người khách du lịch gọi là Tây á, những người gọi là phương Tây, gọi là Westerner, tức là họ đi du lịch mà du lịch tiết kiệm, thì mình người Việt thì gọi là Tây ba lô. Thì dần dà những người đó họ tập trung đến những cái khu vực mà lưu trú chi phí rẻ để họ có thể đi du lịch đó. Thì nó hình thành cái khu phố gọi là khu phố Tây ba lô, người Việt mình gọi là khu phố Tây ba lô ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Nguyên sẽ rẽ phải vào Trần Hưng Đạo Đề Thám. Rồi trước mặt mọi người là Đề Thám và Bùi Viện. Bắt đầu từ cái đoạn Bùi Viện này Nguyên sẽ rẽ trái để mọi người thấy được gọi là phố đi bộ Bùi Viện vào buổi sáng, một buổi sáng đầy nắng. Đây có một cái cổng chào phố đi bộ Bùi Viện, Walking Street. Đây là một buổi sáng ở phố đi bộ khu phố Tây. Bùi Viện là cái trục đường lớn, đường chính khu phố Tây. Buổi tối thì những cái hàng quán họ sẽ bày cả bàn ghế ra cái lòng đường, và những cái người khách du lịch cũng như là giới trẻ sẽ có một cái cuộc sống về đêm tới đây giải trí, gọi là night life entertainment đó. Họ sẽ bán bia, họ uống bia, uống rượu, uống những thức uống trái cây đủ loại hết các bạn. Rồi chúng ta đang ở Bùi Viện. Bùi Viện và Đỗ Văn Đẩu. Ở đoạn cuối này thì có những cái hoạt động nhà hàng thì sẽ có những nhà hàng ở dưới đoạn cuối này, nhưng mà tập trung thì ở cái đoạn từ Đỗ Văn Đẩu trở lên trên chút xíu, đoạn này đoạn cuối. Rồi chúng ta đã kết thúc cái đoạn cuối của cái đoạn đường Bùi Viện, phố đi bộ Bùi Viện, Walking Street. Rồi video của Nguyên xin dừng ở đây ha, xin hẹn gặp mọi người lại ở cái video sau. Nếu mà mọi người yêu thích thì nhấn like và cho Nguyên một surprise. Có những cái ý kiến góp ý hoặc là có chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình thì cũng gửi comment ở bên dưới giúp Nguyên ha. Nguyên sẽ đọc hết những cái comment đó. Rồi, cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha.